Mùa hè này, một sự kiện sắc đẹp không thể bỏ lỡ sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng cao cấp FLC Quy Nhơn Bình Định và FLC Sầm Sơn Thanh Hóa, nơi quy tụ những ngôi sao giải trí hàng đầu Việt Nam cùng sự xuất hiện của những người đẹp tầm cỡ quốc tế. Đây là cơ hội để tìm ra đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam tham gia các cuộc thi sắc đẹp thế giới. Cuộc thi quy tụ những vẻ đẹp Việt Nam tự tin, năng động nhưng vẫn giữ được nét đẹp duyên dáng, công dung của người con gái Việt đang sinh sống trên khắp thế giới. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng. Đêm thi bán kết cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu sẽ diễn ra tại FLC Quy Nhơn, được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ Chủ nhật ngày 31 tháng 7 trên kênh VTV6. Và đêm chung kết trao giải cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu sẽ diễn ra tại FLC Sầm Sơn, được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút Chủ nhật ngày 7 tháng 8 trên kênh VTV1. Mọi thông tin chi tiết truy cập tại website hoahaubansacviet.com.vn.